Dạ vâng, em chào các bác nhé. Thì tiếp tục hôm nay em lại lên sóng cho các bác xem một mẫu xe nữa đây ạ. Một mẫu xe cực kỳ đẹp quá nhá và cực kỳ rẻ luôn ạ. Đó, một mẫu xe đến từ thương hiệu của Nhật Bản quá nhá. Đó, 7 chỗ ngồi quá nhá. Đó, xe còn khá đẹp luôn. Sản xuất năm 2008 và đăng ký lăn bánh năm 2009 các bác nhá. Đó, 7 chỗ ngồi, một mẫu xe đến từ thương hiệu của Nhật Bản. Đó, mà cái tầm tiền có 190 triệu thôi các nhá. Họ rẻ chưa ạ? Sao vâng, em là Mê Ô Tô, chưa là tôi cũ toàn quốc. Vậy các bác lần đầu xem video của em, nếu thấy hay hãy nhớ đăng ký kênh và thông báo để thường xuyên xem những mẫu xe mới nhất của bên em cập nhật nhá. Các bác xem này, đó, có cả vùng điều hòa đằng sau này, được chưa ạ? Đó, nên là ngồi rất là nhanh được mát luôn các nhá. Đó, người ngồi hàng ghế thứ hai, thứ ba cũng rất là nhanh được mát luôn. Các bác xem đây, hàng ghế thứ ba đây được chưa, rất là đẹp luôn. Đó, nội thất zin các nhá, nội thất zin nguyên bản của nhà máy từ đầu đây ạ. Đó, chứ không phải nội thất bọc lại các nhá. Đây các bác xem, quá chất lượng luôn đúng không ạ? Có tì để tay đầy đủ này. Đó, để được hai chai nước các bác nhá. Đó, em sẽ quay rất là chi tiết để các bác cảm nhận cái mẫu xe còn đẹp như thế nào các bác nhá. Quá chất lượng luôn đúng không ạ? Toàn bộ táp ly zin này. Dạ vâng, mẫu xe được mang tên là Mitsubishi Zinger nhá. Đó, Zinger, sản xuất năm 2008 và đăng ký lăn bánh năm 2009. Đó, 7 chỗ ngồi, số sàn các nhá. Một mẫu xe đó, đến từ thương hiệu của Nhật Bản các nhá. Đó, mẫu xe này thì rất là bền bỉ luôn các nhá, lồi đồng quay đá luôn các nhá. Có cực kỳ bền bỉ và cũng rất là lành xe luôn. Phần táp lô nhá, được trang bị rất là đẹp luôn đúng không ạ? Các nhìn này, táp lô này rất là đẹp luôn. Đó, đây là phần bên dưới là nguyên bản của nhà máy nhá. Đó, đầu đà nguyên bản, và đây độ thêm màn hình nhá. Đó, âm thanh hay. Mẫu xe này bên em chào bán mức giá là chỉ có 190 triệu thôi nhá, 190 triệu. Các bác đã sở hữu ngay một mẫu xe 7 chỗ ngồi đến từ thương hiệu của Nhật Bản rồi các nhá. Đó, khá chất lượng luôn. Toàn bộ đây những phần đèn đằng sau này có nhìn này, zin nguyên bản này. Đó, rất là đẹp luôn, đúng không ạ? Đó, rất là mới. Sau đây em sẽ quay chi tiết tổng thành bên ngoài cho bác xem đây ạ. Được trang bị mâm đúc nhá, có mâm đúc này. Lốp này, có nhá, lốp còn tương đối đẹp. Xe được trang bị gương kính chỉnh điện nhá. Đó, túi khí, phanh ABS. Đó, hai vùng điều hòa. 7 chỗ ngồi. Đó, giá 190 triệu. Vậy bác nào quan tâm đến mẫu xe này có thể liên hệ trực tiếp cho em số điện thoại 0926 836 686 hoặc 0783 135 656 các nhé. Địa chỉ em ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Bên em chuyên hóa cũ toàn quốc và vận chuyển toàn quốc các bác nhé. Quá chất lượng luôn. Tất cả xe bên đang bán ra đều có cam kết bằng văn bản đầy đủ cho bác là xe không đụng, không gặp nước đấy nhá. Về cái chất lượng xe em thì các bác hoàn toàn yên tâm. Tại vì sao? Bên em luôn luôn tuyển chọn đó và test thử rất là kỹ những cái mẫu xe nhập vào. Đó, xe nó phải thực sự đẹp nhá, thực sự chất lượng thì bên em nhập vào. Đó, nên là các bác mua xe em thì hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng xe nhá. Đây các bác xem đây. Đó, cái form của nó rất là to luôn. Form nó rất là to luôn ạ. Nó to, nó dài. Đó, trang bị mâm đúc nhá, mâm đúc zin luôn, chưa sơn lại luôn. Nội thất thì khá đẹp luôn đúng không ạ? Nội thất zin rất là đẹp. Sau đây em mời các bác em xem phần khoang máy động cơ nhá. Khá chất lượng luôn. Đây, để em mở phần khoang máy động cơ cho bác xem nhé. Đó, âm thanh nghe rất là hay luôn. Toàn bộ những phần vân gỗ này, cả zin nhá, zin nguyên bản luôn. Màn hình âm thanh hay. Đó, gương điện đầy đủ các bác nhá.
hình cảm ứng luôn. Vâng, mời em mời các bác em xem phần quang máy động cơ. Máy lỗ khá êm luôn ạ. Đó. Máy thì bên em kiểm tra nó rất là kỹ rồi. Đây các bác chờ em chút nhé, em mở capo này. Đó, em một tay mở hơi khó một chút. Đó, phần máy đây các bác nhá, phần máy này, máy lỗ êm này. Đó, máy lỗ khá êm và chất lượng luôn các bạn. Êm ru luôn. Rất là êm luôn các bác nhá. Hầu như chỉ nghe tiếng ồn ào bên ngoài thôi. Phần máy lỗ rất là êm luôn, cực kỳ êm luôn. Nó đi khá thích luôn ạ. 190 triệu các bác nhá. Đó. Dạ vâng. Một lần nữa Mê Ô Tô xin thành cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em nhé. Hẹn gặp lại các bác video sau. Thân ái chào tạm biệt các bác.